Hello, come back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn của mình gặp phá từ cái đầu tiên nào. Traffic Reader. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Fresh Edge. Let's go. Let's go.
Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Camber và Switch. Let's go. Whistle one. So far.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái thứ tư. Sarah Freshing ha. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái thứ năm, Rebuild Rushing. Let's go. Thank you.
Oh my god, có vòng nữa, tài thật. Mình stress ra bạn, ok. Và vòng đua khá là dài. Let's go. Ok, và mình sẽ chuyển sang tập tiếp theo. Let's go. Ok, và các bạn có thể tiếp tục để đua chặng đua tiếp theo. Rồi, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rox, round 3.
Mình sẽ tiếp tục sang tập tiếp theo. Need for Speed Most Wanted. Và mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.